Kính thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 3, một người đã đưa lên mạng xã hội hình ảnh và câu chuyện về một nữ du khách bẻ hoa anh đào tại Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Những hình ảnh này đang được chia sẻ rất nhanh và nhận về rất nhiều bình luận. Nhiều người cho rằng nữ du khách cầm hoa anh đào trong bức ảnh này là Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận, bà Phạm Thị Minh Hiếu. Ngay sau khi nhận được thông tin, chiều ngày 5 tháng 3, phóng viên báo Thanh Niên đã liên lạc với bà Hiếu để tìm hiểu thông tin về vụ việc này. Bà Hiếu thừa nhận người phụ nữ cầm hoa trong bức ảnh này chính là mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung trả lời của bà Phạm Thị Minh Hiếu. Sau khi là cuộc họp thì buổi chiều là có đi tham quan vườn hoa anh đào tại Hồ Tuyền Lâm. Khi mà chiều đi tham quan thì chỉ có một vài người thôi. Sau khi chụp hình á thì là cái cành, thấy cái cành hoa anh đào nó ngã thì anh em trong đoàn nó thấy em thích quá, nó mới lấy cành hoa anh đào đó đưa cho em cầm em chụp hình. Sau khi là anh em thành viên trong đoàn đưa thì tôi cũng chặn cành hoa chụp hình, và thì lúc đó là cũng không ai thấy. Sau đó đoàn đi về lên dốc thì gặp các anh một số thanh niên đi xuống. Người ta thấy em cầm cành hoa, người ta tưởng em bẻ, rồi nó nói qua nói lại, em mới vậy thấy em mới bỏ em đi. Có vậy thôi à. Kính thưa quý vị, câu chuyện này chắc chắn sẽ còn gây tranh cãi trên mạng xã hội, và hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng đã yêu cầu bà Phạm Thị Minh Hiếu báo cáo lại vụ việc. Trong thời lượng của bản tin này, chúng tôi chỉ đưa một phần ý kiến của người trong cuộc. Mọi thông tin chi tiết, mời quý vị tìm đọc trên báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn.